Đấy, con lau mạnh tay đây. Thế là tại sao nước được ngầu thế ạ? Đấy, thế thì mình có thể rửa gạo, mình lau gạo như vậy. Nước này nước sữa nhỉ. Rồi, con lại sang sẵn nước này. Rồi, giờ con tắt nước đi. Con gạt nhẹ nhàng thôi nhé. Không, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Con chỉ cần hơi đu ra thôi. Cái phần nào nặng thì hạt gạo nó sẽ vẫn còn ở trong, nhưng con đổ đừng được đây, đừng đừng đổ hết gạo ra ngoài đấy nhá. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thôi. Từ từ đừng bỏ tay, con bỏ tay ra, đừng sờ vào đấy. Con cầm hai tay đi. Rồi, thế thôi, không là nó lại đổ hết gạo ra ngoài. Xong con lại vọ như lúc nãy nữa. Đấy, con vò bằng tay miết để cho gạo nó sạch đấy. Nếu mà cái gạo thì người ta thường rửa mấy lần ạ? Ba lần. Ba lần nữa. Rồi, thôi, bây giờ con tí nữa vậy thôi. Rồi, con bảo ra nha, con lại gạt như lúc nãy nhưng mà cần hết sức cẩn thận nhé, không đổ gạo nhé. Rồi, ok. Tốt, bây giờ thôi nha, bây giờ tí nước cho vào để lấy này. Sao giờ nắng hết gạo xuống đấy. Tắt đi con. Bây giờ con dàn đều cơm ra đấy. Rồi bây giờ hạn chế dùng tay cho vào nhé. Con sẽ đo này. Một cái đốt, bây con dàn đều hết cơm ra này. Thôi con nhìn đo một cái đốt ngón tay, cái cơm này này, nó chỉ đến khoảng tầm một tí nữa, con cách cái đốt ngón trên của con một tí thôi. Đây à. Không, con nhìn thấy gạo đến đây không?